Mình sẽ đầu tiên là mình sẽ xác định cái độ layer ha, cái điểm này là gơi nào đây, thì mình sẽ cắt cho nó mềm mại trước, sau đó mình sẽ cái này hiện tại thì mình chia khối vuông rồi và mình phân khu, đây là phần cố định của gáy, đây là join một, mình sẽ cắt layer trước. Mình sẽ áp dụng phương pháp nâng cao ha, mình sẽ nâng lên như thế này và mình chải, áp dụng cơ bản chải vuông gốc ha, và cái tay của mình vuông chải từ dưới vuông móc lên nè bạn đấy, và xác định mình cắt ha. Rồi và các bạn nhất quán một cái đường cắt cho nó đều các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta cắt bên trái với bên phải ha, để kết nối lại thành một cái đường cắt ngang vuông layer ha, đường cắt ở trên. Sau khi các bạn thấy ha, nó có một lớp trên đây layer thôi ha đấy, và mình so lại hai bên đều nhau. Thấy á, sau khi chúng ta cắt nâng cao, thay vì chúng ta phải cắt dọc hết thì chúng ta cắt dở cao như thế thì chúng ta chỉ cắt có một đường phần ở trên đây layer thôi, thì ở dưới đây nó rất là nặng. Thì nếu như cái tóc của khách hàng mà mỏng á thì chúng ta áp dụng phương pháp này rất là hiệu quả. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta cắt như thế, là chúng ta cắt gì ạ, chúng ta dành cái like đúng không ạ? Đấy, các bạn dành luôn cái like ha. Đấy, nếu như tóc tóc mỏng á thì các bạn cắt ok ha, còn nếu như tóc người ta dày á thì các bạn sẽ cúi đầu xuống và các bạn sẽ giảm trọng lượng. Nếu nếu trường hợp mà cái khách hàng á, cái phần gáy này các bạn mà nó dày á thì các bạn đi dọc và chúng ta giảm trọng lượng bằng cách là chúng ta đi dọc để cho cái phần này nó mềm các bạn. Đó. Rồi các bạn thấy không ạ, nó mềm ha, nghĩa là sau khi mình nâng cao rồi sau đó mình cắt layer, sau đó mình đi dọc lại, đi dọc quanh hộp sọ luôn các bạn, và chúng ta cắt khối vuông ha. Đấy. Về cắt trong lòng bàn tay các bạn. Rồi để giữ được rồi cái co này á, thì các bạn không nên đưa về tròn cắt ha, mà chúng ta nghịch về bên trong chút xíu để chúng ta giữ giữ cái co vuông các bạn. Đấy, những cái tóc mà nó có cái co như này nè đó, thì chúng ta giữ cái co này ha. Rồi bên đây cái gì luôn các bạn, cái gì các bạn, chúng ta chỉ dọc, chúng ta giảm trọng lượng ha. Rồi thì chúng ta áp dụng cái phương pháp cơ bản của khối vuông ha. Đấy. Rồi nhớ là chúng ta cũng nghịch về bên trái luôn các bạn. Rồi đó, sau đó chúng ta xịt nước ướt và chúng ta cắt bỏ cái lai, sau đó chúng ta sẽ áp dụng phương pháp cắt lai ha. Đó, giữ phần con này các bạn, chúng ta canh ngay cọng này ha, và chúng ta cắt phương pháp cắt lai lai square vuông các bạn. Rồi khi chúng ta cắt xong phần lai thì chúng ta tháo ra phần ở Golden Boy với Bad Boy ha. Từ đây là điểm Golden Boy và điểm Bad Boy, thì phân khu này được gọi là Zone 2. Zone 2 mình xả xuống và mình sẽ áp dụng phương pháp cắt khối vuông luôn các bạn, và mình sẽ chia dọc nữa ha. Rồi mình sẽ lấy cái phần này ha, mình sẽ cắt disconnect, ngắt liên kết các bạn. Rồi. Rồi điểm G này nó nằm ở chỗ này ha, mình ngắt liên kết, các bạn thấy mình ngắt liên kết nha. Đó thì nó sẽ nằm đây các bạn. Rồi quay ra và chia về bên phải, lấy điểm chuẩn bên trái và chúng ta cắt tiếp, chảy từ trong chân, chảy bằng gân lực khích từ trong chân nè ha, khoảng nâng eo gốc ra và chúng ta cắt mà. Rồi nhớ là chúng ta cắt về tầm giác cân ha. Rồi sau đó chúng ta tách ra làm đôi tiếp và chúng ta lấy dọc, chúng ta cắt. Lúc này chúng ta chải về tam giác cân ha, để chúng ta cắt các bạn, và chúng ta có disconnect ha, thì chúng ta sẽ tạo được cái độ phồng ha, các bạn nhìn ha, độ phồng ha, và nó cực kỳ ôm các bạn. Đấy, các bạn thấy không ạ, độ ôm ha, và chúng ta giữ phần này dày ha. Đấy, giữ phần này dày vì cái gáy nó sẽ dễ bị mỏng như này lắm các bạn. Rồi bên trái với bên phải giống nhau, và chúng ta chia dọc chải thẳng từ dùng chân chải ra và chúng ta lấy phần cố định chuẩn và chúng ta cắt ở dưới, cắt lên góc độ 45 độ ha, đường cắt Gaussian. Cứ thế chúng ta chia làm đôi và cộng tép mới với điểm chuẩn, chúng ta về tam giác cân, chúng ta cắt và chúng ta áp dụng kết nối
và đường cắt chúng ta nhất quán ha, cố gắng chúng ta luyện. Thì những anh chị em nào mà đã tập được kỹ năng cơ bản rồi thì chúng ta nhìn bài cắt này thì chúng ta rất là dễ dàng hiểu. Rồi, chúng ta chia dọc. Rồi. Rồi chúng ta cắt. Thì chúng ta đã hoàn thành xong cái phần top ở trên, được gọi là cố định của gáy ha. Các bạn nhìn ha. Các bạn thấy độ phồng nảy lên ha. Đấy các bạn. Rồi. Đấy. Ok các bạn ha, đấy. Khi cắt phần zone 2 xong thì chúng ta tháo ra, chúng ta cắt phần zone 3 bên trái bên phải. Các bạn thấy ha. Thì mình sẽ tháo phần này ra. Thì cái phần này á thì chúng ta sẽ cắt layer vuông ha, chúng ta sẽ cắt layer vuông nha các bạn. Layer vuông thì các bạn nâng lên ha, chúng ta nâng lên như này. Để chúng ta cắt thì nó sẽ tạo ra một cái layer vuông ha. Chúng ta có thể disconnect với thằng này hoặc là chúng ta liên kết tùy ha. Và lúc này chúng ta được phép sáng tạo ha, thì Tăng sẽ cắt cái phần kiểu dạng như là giống như là nó cái bát á, nó mỏng mà ôm ôm các bạn. Đấy. Thì Tăng sẽ ứng dụng cái phương pháp cắt cũng giống như phía sau. Và Tăng lấy gọng chuẩn nè ha, Tăng nâng lên. Nâng lên để cắt này các bạn nhìn ha. Đấy, nâng lên ha. Và Tăng cắt. Cắt ngang ha các bạn. Cái này nâng cao. Thì khi các bạn chảy xuống á thì nó sẽ rất là mềm mại và nó nhọn nè ha. Đấy. Các bạn thấy không? Nó nhọn ha. Và lúc này mình sẽ chảy xuống, mình sẽ đi dít dắt nè. Đấy. Để chúng ta chứ nếu chúng ta muốn giữ cái co này ha. Rồi, các bạn thấy không ạ? Phần cái co này nhọn nhọn nè. Nếu như chúng ta muốn giữ được cái co này á thì bắt buộc chúng ta phải đây, phải tạo ra cái này ha. Đó là cái bài cắt ha. À, nếu như ta muốn ngắn nữa thì chúng ta cắt ngắn. Dạ. Tiếp nối theo. Đó, các bạn thấy không ạ? Đó, nó có cái điểm chuẩn à, mình cắt luôn. Thì đây được gọi là cắt nâng cao phải không ạ? Cắt layer nâng cao. Đấy, khi chúng ta xả xuống nè. Thì cái tóc nó rất là mềm mại ha. Đó, và mình nó mềm mại và nó có cái gâu này các bạn thấy không? Đó. Rồi. Nếu như anh chị em nào mà cắt mà chúng ta thấy có cái gâu này ha. Đấy. Thì đây là cái bài cắt này ha. Đấy, nâng cao quá. Các bạn thấy không? Khi mà chúng ta giữ cái con mà chúng ta cắt layer vuông á thì cái bát nè nó tạo ra hiệu ứng rất là đẹp ha, và nó form á để có thể trẻ chung. Đấy, nếu như anh chị em nào thích cái kiểu phong cách này là chúng ta cắt Nhật Hàn ở Trung Quốc á, để lo không cộng gâu. Đấy, đặt lắm, có cường cộng gâu dài ha. Và nó rất là nhìn rất là hồng cộng ha. Đấy. Phong cách Thượng Hải các bạn. Rồi, tắt rồi, chúng ta dỡ lên chúng ta cắt ha. Đấy. Để làm sao cho chúng ta cắt đều thì chúng ta cứ đo ha. Và chúng ta xác định cái điểm rơi của tóc. Rồi, sau khi chúng ta cắt xong tôi nhớ chúng ta chì xuống để chúng ta cắt cái đường line ha. Rồi. Chúng ta dở lên ha. Chúng ta kết nối và chúng ta cắt luôn ha. Đây là phương pháp cắt nâng cao các bạn. Cắt phong cách Nhật. Đây, phong cách kiểu mỏng mỏng đó ha. Đấy. Các bạn thấy không ạ? Thì các bạn thấy không? Phần này á thì mình sẽ tháo ra các bạn. Thì mình sẽ trải về phía trước và mình sẽ cắt mái ngắn ha, mình sẽ cắt tròn mà. Mình sẽ chia về trước nè, mình chia ra rồi sau đó mình trải dọc. Đó. Và mình tắt cái từ cái đường xiên tâm ngang nè ha, để mình lấy mình cắt mái ha các bạn. Cái này ha, mình tắt ra. Từ cái đường xiên tâm ngang nè. Xiên tâm ngang đường top point e point ha. Đấy, chúng ta tắt ra. Rồi, để mình sẽ cắt phía trước trước, phía sau trước. Thì mình sẽ cắt layer ha. Đấy các bạn, đấy. 45 độ ha. Đấy, mình cắt layer lên. Rồi. Rồi mình sẽ đi tròn đầu ha các bạn.
Nếu tóc mỏng thì mình hốt dày ha. Còn nếu tóc dày thì mình sẽ tóc mỏng. Rồi đây là được. Cái layer tròn ha các bạn. Chúng ta chia hình lấy cái tâm á, rồi chúng ta chia cái quạt. Rồi sau đó chúng ta cắt nguyên cái khu này là layer tròn ha. Rồi. Còn phía trước này thì mình sẽ chia ngang nè các bạn. Và mình sẽ cắt máy luôn ha. Đấy. Cái máy này mình sẽ cắt ngắn các bạn. Đấy. Mình sẽ cắt ngắn phần máy nha. Và mình cứ thế mình đi ha. Mình nâng lên ha. Nâng lên 45 độ nè, bạn nhấn lên và cắt. Mình cắt garrison đó, nó tự động nó sẽ ra máy thôi các bạn. Rồi. Mình sẽ chạy để ha. Mình sẽ cắt luôn. Mình là liên kết ha, mình cắt garrison thì nó sẽ tạo ra cái máy các bạn. Rồi. Cái này là phương pháp tròn ha, phía trước máy mình cắt tròn. Rồi. Cắt máy là chúng ta được phép nâng lên các bạn, nâng lên để chúng ta kiểm tra ha. Cái phần máy các bạn, chúng ta nâng lên để chúng ta bắn cho nó mềm á, mềm ngọn nè. Rồi. Lê nè. Rồi lên trên đó. Rồi, ok. Rồi quay xa cái nè. Rồi, ok tắt.